Năm 2015, lần đầu tiên Bộ Giáo dục cải cách thi đại học theo hướng tích hợp với bài thi tốt nghiệp. Việc xét tuyển cũng được chuyển sang hình thức xét tuyển nguyện vọng với số lượng đăng ký lớn hơn rất nhiều, nhằm đảm bảo việc trúng tuyển đại học dễ dàng hơn. Những năm tiếp theo, dù có sự thay đổi về số lượng và cách đăng ký xét nguyện vọng, nhưng quy trình tích hợp một bài thi và xét nguyện vọng vẫn không thay đổi. Cơ chế xét tuyển này đã giúp thí sinh dễ trúng tuyển đại học hơn rất nhiều. Đồng thời, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các loại hình đào tạo đại học có giá trị như nhau, tức không phân biệt bằng đại học tại chức và chính quy. Lý do đưa đến quyết sách này là gì? Ảnh hưởng của nó đến lựa chọn của học sinh và chất lượng đào tạo của các trường đại học ra sao? Cùng tìm hiểu trong bài viết Tại sao Bộ Giáo dục để đào tạo đại học tràn lan của tác giả Old Buffalo trên Spider Room nhé. Bạn lưu ý là bài viết mang nhiều nhận định cá nhân của tác giả, mong bạn sẽ lắng nghe với tâm thế cởi mở nhé. Nguyên nhân Việt Nam phổ cập giáo dục đại học. 1. Cắt giảm ngân sách chi cho giáo dục. Hàng năm, chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt mức 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Trong khi đó, nợ công Việt Nam đã sắp chạm trần. Đến cuối năm 2016, nợ công đã chiếm khoảng 63,7% GDP, gần chạm mức trần 65% mà Quốc hội đặt ra. Tuy nhiên, ngân sách cho giáo dục không đem lại hiệu quả cao. Sự lãng phí trong giáo dục thể hiện qua việc những phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thiết bị máy móc luôn luôn thừa và luôn luôn thiếu. Thừa vì không ai sử dụng, thiếu vì thiết bị quá lạc hậu, đi kèm với sự lơ là trong quản lý, bảo quản, tình trạng cha chung không ai khóc. Đây là căn bệnh cố chi trong giáo dục. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã chủ trương tăng cường xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Điều này thể hiện qua việc thay đổi cách xét tuyển, giúp việc tuyển sinh đủ số lượng trở nên dễ dàng hơn. Đồng thời, việc công nhận bằng tại chức ngang với chính quy cũng có thể tạo thêm nguồn sinh viên. Bộ Giáo dục cũng yêu cầu các trường đại học công lập ở Việt Nam phải dần tự chủ. Các thành tố trong tự chủ đại học bao gồm tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân lực. Dễ dàng nhận thấy, trong các vấn đề tự chủ về tài chính là khó nhất. Tất nhiên, kinh phí hoạt động của trường chỉ có thể thu được rõ ràng nhất từ hoạt động giảng dạy. Ở các nước phát triển, ngoài tiền từ thu học phí, còn có tiền từ hoạt động quyên góp, bán các nghiên cứu, đầu tư, v.v. Phương án tăng học phí cũng phải theo lộ trình và không quá đột ngột vì dễ gây phản ứng gay gắt trong xã hội. Một bài toán kinh doanh dễ thấy ở đây là tăng số lượng tuyển sinh lên thôi. 2. Khao khát đại học của phụ huynh Việt. Từ rất lâu, đỗ đại học đã luôn là niềm vinh dự lớn, một ước muốn, một khát khao của mỗi thí sinh và gia đình. Những câu chuyện về thi đại học luôn trở thành đề tài làm bao thế hệ phải thao thức và suy tư. Trong tâm thức của bố mẹ và thí sinh, đại học là tấm vé đến với thành công cho một người. Một tấm bằng đại học gần như là một sự cam kết về một công việc tốt, một tương lai rộng mở. Bất cứ gia đình nào cũng mong muốn, khát khao con em đỗ đại học. Dẫu có thi trượt thì việc ôn thi lại vẫn rất là bình thường. Vì vậy, việc hy sinh đầu tư cho con thi đại học được xem là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, khi được sự cho phép của chính phủ, việc phổ cập đại học kéo theo việc các trường trở nên tự chủ tài chính đã khiến giáo dục đại học được điều tiết bằng quan hệ cung cầu của thị trường. Ở đâu có cầu, ở đó sẽ nảy sinh cung. Cụ thể, số lượng trường đại học đã tăng lên theo các năm, dưới nhu cầu học đại học tăng cao. Khi xem giáo dục cũng là một hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự chủ đại học thì nhà trường không chỉ ngừng phụ thuộc vào nhà nước mà còn trở nên gắn chặt với thị trường lao động và bị thị trường lao động điều tiết. Đây cũng là mong muốn của chính phủ trong công cuộc đổi mới giáo dục, tăng tính cạnh tranh trong giáo dục, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục. 3. Thay đổi thị trường giáo dục, thị trường lao động. Trong phần thực trạng của nghị quyết số 29 NQTW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu như sau. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, hệ thống giáo dục và đào tạo thiếu liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức giáo dục đào tạo. Còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động. Chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng làm việc, phương pháp giáo dục, việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả còn lạc hậu, thiếu thực chất. Như nghị quyết trên đã chỉ ra, việc giáo dục đại học hiện tại không còn đáp ứng được nhu cầu việc làm thực tế. Vì vậy, việc phổ cập đại học có thể đem đến những ảnh hưởng tích cực như sau. 1. Đưa sinh viên vào sự chi phối của thị trường lao động. Việc tăng số lượng sinh viên đồng nghĩa tăng mức độ cạnh tranh của những công việc có yêu cầu bằng đại học.
nhưng số lượng công việc lại không tăng lên theo tỷ lệ gia tăng số sinh viên. Điều này khiến sinh viên, nếu muốn có được việc làm đúng với nhu cầu của mình, phải đẩy mạnh quá trình tự đào tạo, không chỉ trong trường học mà còn thông qua các công việc thực tế từ sớm. Yêu cầu việc làm cũng sẽ đề cao tính năng động hơn bởi mức độ cạnh tranh công việc ngày càng khốc liệt hơn. 2. Đưa nhà trường vào sự chi phối của thị trường. Việc mở rộng phạm vi đối tượng có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học giúp san bằng lợi thế về bằng cấp, từ đó thúc đẩy cạnh tranh trong môi trường giáo dục đại học. Các trường giờ đây cũng bị ảnh hưởng và điều tiết bởi thị trường. Ví dụ, nếu tỷ lệ có được việc làm của sinh viên tốt nghiệp ở mức thấp, uy tín của nhà trường sẽ mất đi, khả năng tuyển sinh ở các năm tiếp theo cũng sẽ giảm. Nếu không gia tăng chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu cụ thể của thị trường lao động, trường đại học sẽ khó có thể tuyển sinh, dẫn đến không tự chủ được kinh tế, thậm chí phải đóng cửa. 3. Biến mối quan hệ giữa sinh viên với nhà trường thành mối quan hệ giữa người tiêu dùng, nhà đầu tư với hàng hóa. Đến nay, mối quan hệ của trường đại học và sinh viên đã từng bước thay đổi sang bản chất của mối quan hệ tiêu dùng và đầu tư. Nhà nước chỉ đóng vai trò là người quản lý, còn việc hoạt động của giáo dục đại học phụ thuộc vào sinh viên và nhà trường. Chi phí giáo dục đại học được xem là khoản đầu tư thật sự. Trong đó, bản thân bên cung cấp hàng hóa là nhà trường phải liên tục cải tạo chất lượng sản phẩm để thu hút nhà đầu tư, chính là sinh viên. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng phải vận dụng hết nội lực để khoản đầu tư sinh lời. Những lỗ hổng trong việc phổ cập giáo dục đại học. Về chủ quan, việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học đã làm thay đổi căn bản thực trạng của đào tạo đại học. Trách nhiệm giám sát chất lượng được đẩy sang chủ thể là các trường đại học và phép thử cho sự đánh giá đó chính là doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Chất lượng đào tạo vì vậy trở thành vấn đề sống còn của trường đại học và doanh nghiệp. Điều này đã giảm bớt tác động của những lỗ hổng trong cải cách thi đại học. Tuy nhiên, những vấn đề mà việc cải cách thi đại học gây ra vẫn vô cùng nghiêm trọng, làm mất niềm tin của toàn thể nhân dân về tính nghiêm minh và khả năng thực hiện những mục tiêu đặt ra của hệ thống chính trị. Sự thật là không chỉ nhà nước chi hàng chục nghìn tỷ đồng cho giáo dục, mà nhân dân mỗi năm cũng chi hàng ngàn tỷ đồng cho việc học hành của con em. Những giấc mơ của những mầm non tương lai, những khao khát thoát khỏi cái nghèo của những gia đình nhân dân lao động, những nỗ lực của các em học sinh đang có nguy cơ vụn vỡ bởi những sai lầm không đáng có như sau. 1. Lỗi đề thi. Liên tục những vấn đề tiêu cực mới về đề thi nảy sinh, dù năm nào cũng điều chỉnh. Ban đầu, năm 2015, các thí sinh trên toàn quốc làm chung một đề thi. Tuy nhiên, tại phòng thi, các em không thi cùng trường vẫn được xếp ngồi cạnh nhau. Điều này khiến sự cạnh tranh trong phòng thi bị mất đi, các thí sinh chủ động chia sẻ bài thi cho nhau. Đến đây, việc đảm bảo một kỳ thi công bằng là không thể. Rút kinh nghiệm từ năm trước, những năm sau đó, các phương án như tăng số lượng mã đề, chỉ đảo câu, tăng số đề thi nhưng các câu khác nhau được đưa ra để ngăn chặn tình trạng chủ động chia sẻ bài thi của mình. Nhưng phương án này cũng gặp vấn đề, nếu chỉ tăng đề mà đảo câu thì thí sinh vẫn có thể chép bài nhau. Nhưng nếu những câu hỏi khác nhau hoàn toàn sẽ gây hoài nghi về tính công bằng do độ khó của các mã đề là khác nhau. Tôi cho rằng việc thay đổi mô típ đề thi là không phù hợp bởi đã xóa bỏ sự cạnh tranh giữa các thí sinh. Đề thi phải đảm bảo yếu tố giống nhau vì đây là quy chuẩn để xét tuyển công bằng. Biện pháp cho tình trạng này là, thay vì cứ phải xây dựng đề thi, chỉ cần thi một đề duy nhất và xếp các em có chung một số nguyện vọng thi vào cùng một phòng thi. Như vậy, việc các em chia sẻ bài cho nhau sẽ giảm xuống ngay lập tức bởi sự cạnh tranh xét tuyển. Còn việc xếp các em vào phòng thi, đơn giản chỉ cần xây dựng một phần mềm sắp xếp với tiêu chí trung lập cực kỳ dễ. Trong những năm tới, tôi đoán Bộ Giáo dục sẽ cải cách theo hướng này thôi anh em. 2. Gian lận chấm thi. Bê bối thi cử tại Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tham nhũng quyền lực. Việc giao quyền tổ chức và chấm thi cho các cụm thi trên toàn quốc khiến việc tham nhũng dễ dàng xảy ra, tác động lên kết quả thi đại học. Bởi các con em được thi tại địa phương, nơi chính gia đình các em đang sinh sống và làm việc, mà không phải là tại các trường đại học theo nguyện vọng. Việc có hay không lợi ích nhóm trong thi đại học là câu hỏi cần được đặt ra trong hoàn cảnh này. Quyền lực bên ngoài có thể làm thay đổi kết quả thi cử là một minh chứng rằng quy chế thi cử hiện tại có vấn đề. Điều này làm mất đi tính công bằng của cuộc thi, khiến việc thi đại học trở nên vô nghĩa. Biện pháp cho vấn đề này là chấm các bài thi trắc nghiệm tại một điểm tập trung để dễ dàng giám sát. Về khả năng thực thi, việc chấm thi trắc nghiệm có thể làm trên máy tính nên hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu thời gian. 3. Xin việc làm. Mở rộng đào tạo đại học, tức làm tăng số người có bằng đại học, cũng làm tăng nguy cơ tham nhũng trong quy trình tuyển dụng tại các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Bằng đại học là điều kiện tiên quyết để tham gia ứng tuyển cho nhiều vị trí công việc. Vì vậy, trong trường hợp năng lực không đủ nhưng bằng cách nào đó, ứng viên vẫn có được bằng đại học thì họ vẫn sẽ được nhận vào làm.
Tuy nhiên, tôi cho rằng khi năng lực không đáp ứng đủ công việc, trong bối cảnh nhà nước đang tăng cường tinh giảm biên chế, siết chặt hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đấu tranh chống tham nhũng quyết liệt, thì sớm muộn lao động không chất lượng cũng sẽ bị đào thải. Cái giá phải trả ở đây không chỉ là một công việc mà là một cuộc đời. Một cuộc đời vô nghĩa, không chỉ với thế hệ hiện tại mà có thể cả với thế hệ sau này. Bản chất của vấn đề, chuyển đổi đại học lên một mô hình tiên tiến. Bỏ qua cái nhìn tiêu cực, ta có thể thấy việc phổ cập đại học là một bước đệm để nền giáo dục chuyển đổi, giảm dần vai trò của thi đại học, thậm chí tiến đến xóa bỏ kỳ thi, từng bước đạt được mô hình đào tạo đại học tiên tiến. Ai cũng có thể học đại học, nhưng tốt nghiệp được không mới là vấn đề. Tuy có những lỗ hổng trong kỳ thi, nhưng quyết sách đúng đắn của nhà nước về tự chủ đại học đã làm giảm các tác động tiêu cực mà kỳ thi đem lại. Các em học sinh may mắn thì đỗ đại học sẽ có một sự sàng lọc khắt khe hơn khi chọn trường đại học, cũng như đánh giá kỹ càng hơn khi theo học tại trường. Nhà trường bắt buộc phải đảm bảo chất lượng đào tạo để duy trì hoạt động. Cách làm này cũng giống với mô hình giáo dục đại học tại các quốc gia tiên tiến tại châu Âu, Mỹ. Sở dĩ phải có bước đệm về kỳ thi đại học này là bởi giáo dục đại học là lĩnh vực khó sinh lãi. Nhà nước phải đứng vai trò là người tiên phong tạo nền móng để tăng nguồn sinh viên học đại học. Đến khi các trường đại học đã có thể tự sống sót, tức là đáp ứng được các yêu cầu về nhân lực, tài lực, vật lực, chất lượng, thì nhà trường bắt đầu thả nổi, tư nhân hóa hoạt động các trường đại học, áp dụng các quy luật thị trường để phân bổ nguồn lực. Những diễn biến này có thể hiểu gói gọn trong thuật ngữ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tiến bộ mang tính căn bản này sẽ góp phần thay đổi quan niệm về bằng đại học, làm cho thí sinh và gia đình cân nhắc kỹ hơn về nhu cầu và khả năng theo học đại học của các em. Điều này cũng dẫn đến mấu chốt của vấn đề, đó là loại bỏ tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Khi tốt nghiệp đại học càng khó thì xu hướng học nghề sẽ tăng lên. Điều này giúp hợp lý hóa chi phí đào tạo lao động của xã hội, bao gồm tiền bạc, công sức và thời gian đào tạo. Đồng thời đây cũng là bước đi không thể tránh khỏi, vì cưỡng chế giới hạn số lượng đào tạo đại học sẽ gây nên sự phản đối mạnh mẽ trong xã hội. Chúng ta phải thừa nhận rằng cải cách nào cũng cần thời gian để hoàn thiện, không thể vì sợ sai lầm mà chần chừ trong việc cải cách giáo dục. Trên quan điểm, dù có sai sót nhưng vẫn phải làm, trên một định hướng hoàn toàn đúng đắn, sai đến đâu, sửa đến đấy. Thì đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của những người đứng đầu chính phủ, đi cùng với đó là những chuyển biến mang tính tích cực ngày càng rõ ràng hơn để có thể đưa Việt Nam vào một chu kỳ phát triển thần kỳ. Bạn thấy sao về việc phổ cập giáo dục đại học và tự chủ tài chính của các trường? Bạn đã có trải nghiệm với việc thi đại học kiểu mới hay theo học trường đại học tự chủ tài chính chưa? Nếu có thì bạn nhận thấy những bất cập hay cơ hội nào mà chính sách này đem lại? Chia sẻ cho Spider Room cùng biết nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Khánh Linh. Bye!